Ma quỷ hiện hình, vô tình bị camera quay được. Đêm đêm, tại một con đường quê vùng ven thành phố Patna, Ấn Độ. Thời gian, ngày 22 tháng 6 năm 2015. Thông tin được cung cấp. Đoạn video này được một người dùng có tên Kabudo đăng tải trên trang Twitter với dòng mô tả: 3 ngày trước, tôi đã có một chuyến đi phượt về những ngôi làng quê ở vùng ven thành phố Patna. Tôi đã quay được rất nhiều cảnh đẹp và con người nơi đây bằng camera hành trình của mình. Có lẽ tôi đã cảm thấy rất vui về những điều như thế, nhưng khi xem lại đoạn phim này, tôi đã rất bàng hoàng. Những điều trước đây mà tôi không bao giờ tin là chúng có thật, nay lại bị camera của tôi vô tình quay lại được. Bạn có nhìn thấy ả ta không? Ả ta có vẻ đang nhìn chằm chằm về hướng người phụ nữ đang đi bộ. Địa điểm: tại một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố Balaban, Indonesia. Thời gian: ngày 27 tháng 4 năm 2015. Thông tin được cung cấp: tại ngôi nhà này cách đây một năm trước, kể từ thời điểm trên, đội điều tra đã phát hiện xác của một nạn nhân nam đã chết trong tình trạng bị chói ngồi trên một cái ghế. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là vết đạn ngay giữa trán. Theo thông tin mật được biết, nạn nhân này có tên là Bang Bada. Hắn ta là một trong những kẻ đứng đầu nhóm xã hội đen ở khu vực này. Hắn đã từng tham gia vào việc vận chuyển và buôn bán vũ khí trái phép, và cái chết của hắn được suy đoán là một trong những vụ thanh toán lẫn nhau của thế giới ngầm. Và những gì chúng ta đang chứng kiến trong đoạn video này, đó chắc chắn chỉ có thể là hồn ma của hắn. Hắn sẽ không bao giờ siêu thoát với những gì mà hắn đã làm trong kiếp sống này. Địa điểm: tại một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Sarakot, nước Nepal. Thời gian: ngày 26 tháng 7 năm 2016. Thông tin được cung cấp: đoạn video này được chia sẻ bởi một tài khoản nạp danh trên trang web Ghost Hunters với dòng ghi chú: đối với tôi, ma quỷ là một chuyện rất mơ hồ, và dĩ nhiên tôi đã từng không tin về sự tồn tại của chúng. Cho đến một ngày, tôi đã vô tình nhìn thấy một bóng trắng xuất hiện trên một ngôi mộ khi tôi đang ở vùng quê Buhata cách đây 3 tháng trước. Cũng kể từ thời gian đó, tôi luôn tin rằng hồn ma thực sự tồn tại, và chúng thường xuất hiện ở những nơi có âm khí cao hay đại loại ở những nơi bị bỏ hoang lâu năm. Hãy xem đoạn video này và bạn sẽ biết những gì mà tôi đã nói đều là sự thật. Đêm, tại một nhà xác ở thành phố Jena, nước Đức. Thời gian: 10 giờ tối ngày 7 tháng 8 năm 2016. Thông tin được cung cấp: đoạn video này được máy camera an ninh tại nhà xác quay lại cách thời điểm này khoảng 2 tiếng trước. Tại đây vừa tiếp nhận xác chết của một người đàn ông từ bệnh viện Hotigen gần đây. Ông ta bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu và chấn thương vùng đầu. 10 phút sau đó, ông ta đã tử vong. Mọi thứ sẽ không có gì đáng nói nếu như camera tại đây không quay được cảnh tượng kỳ lạ này. Một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện và đi lướt qua màn hình camera. Điều đáng nói ở đây là nó xuất hiện từ trong phòng mà người ta đã đẩy xác của người đàn ông đó vào cách đây 2 tiếng trước. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy để lại bình luận của bạn bên dưới để mọi người được biết. Hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ chuỗi Đi Kỳ bạn nhé.